300g đậu xanh. 200g nếp nha. Đậu xanh với nếp này mình ngâm qua đêm rồi cho nó mềm rồi nha. Bây giờ mình sẽ bỏ một ít muối vô. Bây giờ mình sẽ đổ ra sữa mình hấp nha. Mình sẽ cho đậu xanh qua một bên. Nếp vô. Mình cũng chảy đều ra. Rồi cũng tạo mấy cái lỗ để cho hơi nước nó lên. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Và mình hấp với lại lửa lớn vừa. Hấp 30 phút là nó chín. Rồi 30 phút sau thì cái đậu với cái xôi mình nó đã chín rồi nè. Giờ mình sẽ bỏ đường vô nha. Ai thích nước cốt dừa thì bỏ nước cốt dừa vô. Cái phần xôi lên. Rồi sau khi bỏ đường vô mình trộn đều lên. Rồi lúc này ai thích bỏ nước cốt dừa vô thì bỏ vô luôn nha. Trộn đều lên xong mình hấp thêm 5 phút nữa là chín. Mình hấp thêm 5 phút nữa thì cái xôi của mình nó đã chín luôn rồi nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần đậu xanh này ra mình tán nhuyễn ra nha. Sau khi mình lấy đậu xanh ra cái mâm xong mình sẽ lấy đồ mình tán nhuyễn nó ra nha. Sau khi đậu xanh đã nhuyễn xong, bây giờ mình sẽ đổ cái xôi vô nha. Cho xôi vô. Mình trộn với cái đậu xanh để cho cái xôi mình nó tơi ra. Đó, như vậy là mình đã trộn xong xôi với lại đậu xanh rồi đó. Xôi mình hấp như vậy nó rất là dẻo mềm ngon lắm luôn nha. Ai thích nhiều đường thì bỏ thêm đường vô nha.